Mật vụ Việt Nam tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị tòa án Đức kết án 5 năm tù. Tòa án thường thẩm Berlin hôm 30 tháng Giêng 2023 kết án ông Lê Anh Tú, 32 tuổi, cư ngụ ở Praha, Cộng hòa Séc, với mức án 5 năm tù vì tham gia cùng một nhóm mật vụ Việt Nam tiến hành bắt cóc cựu cán bộ dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi cuối tháng 7 năm 2017. Vụ xử này kéo dài 3 tháng, hôm qua thứ Hai, ngày 30 tháng 1, vụ xử kết thúc. Tòa án đã kết án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Tú về hai tội danh. Tội danh thứ nhất là hoạt động gián điệp, tội danh thứ hai là tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tức là tiếp tay trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhà báo tự do Hiếu Bà Linh nói với Đài Á Châu Tự Do. Ông Lê Anh Tú là bị cáo thứ hai bị tòa án Đức kết án vì có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Người thứ nhất là ông Nguyễn Hải Long, bị kết án 3 năm 10 tháng tù hồi năm 2018. Ông Long nhận án nhẹ hơn vì đã nhận tội, có tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đồng thời thừa nhận làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam và xin khoan hồng, trong khi ông Lê Anh Tú cùng luật sư chối tội.